Ngày 13 tháng 2, Armenia và Azerbaijan đã đổ lỗi cho nhau châm ngòi cho cuộc giao tranh vừa bùng phát ở biên giới giữa hai nước. Đây là sự cố nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước nối lại nỗ lực đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 30 năm qua. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết, bốn binh sĩ của nước này đã thiệt mạng và một số người khác bị thương do trúng đạn của binh lính Azerbaijan tại khu vực Sionis ở miền Nam, Phía Azerbaijan đã phản ứng lại tuyên bố trên và cho biết động thái quân sự của họ là nhằm trả đũa các hành động khiêu khích của lực lượng Armenia thực hiện một ngày trước đó. Hồi tháng 12 năm ngoái, Azerbaijan và Armenia đã ra tuyên bố chung nhất trí thực hiện các bước đi mới hướng tới bình thường hóa quan hệ và trao đổi tù nhân chiến tranh như một phần của các cử chỉ thiện chí chung nhằm thúc đẩy hòa giải. Các cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này đã được tổ chức trong hàng chục năm qua, song cũng không thể hạ nhiệt được các cuộc xung đột nhiều lần tái diễn.